Bản tin, đài truyền thông, vẻ đẹp văn bản, kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tóm tắt như sau, mời quý vị và các bạn, theo dõi bản tin, bà con lên thăm, khu dân cư, tái thiết làng nủ, khu dân cư tái thiết làng nủ mới. Đây là thời điểm mà các hạng mục thi công sẽ gần hoàn tất để cho người dân lên thăm, chứng kiến tiến trình xây dựng. Theo thông tin, đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 10 căn nhà được lợp mái trong tổng số 40 căn nhà dự kiến sẽ xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày. Quá trình thi công diễn ra khẩn trương với sự tham gia của hơn 300 cán bộ và công nhân, chia làm nhiều ca làm việc liên tục. Dự kiến, hạng mục nhà ở sẽ hoàn thành phần mái trước ngày 2 tháng 12 và toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành và bàn giao vào ngày 22 tháng 12. Đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà con có thể thường xuyên ghé thăm để động viên tinh thần những người thi công và chứng kiến sự hình thành của ngôi làng mới này, báo truyền thông vẻ đẹp văn bản, tác nghiệp tại làng nủ. Đây này là rất là kiên cố, đúng như phong tục tập quán của dân tộc Tày ở trong thôn làng nủ, rất là đẹp đẽ và khang trang. Ở đây